Cô thân chào các học sinh trường Chu Văn An thân mến. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu môn khoa học tự nhiên 6. Từ thời xa xưa, con người đã biết sử dụng nhiên liệu, củi, than, ga để thun nấu từ rất sớm. Tuy nhiên, nguồn nhiên liệu này có xu hướng cạn kiệt dần. Vậy chúng ta cần nhiên liệu nào để thay thế? Phải biết cách sử dụng một cách an toàn hiệu quả hơn trong tương lai. Cô trò mình tìm hiểu bài 12, Nhiên liệu và an ninh năng lượng. Nội dung của bài học hôm nay gồm có những vấn đề sau. Một số nhiên liệu thông dụng. Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu. Sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả. Sử dụng nhiên liệu bảo đảm sự phát triển bền vững, an ninh năng lượng. Chúng ta tìm hiểu một số nhiên liệu thông dụng. Đầu tiên chúng ta phải nhận biết nhiên liệu xung quanh chúng ta là những gì. Em hãy kể tên một số nhiên liệu được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày mà em biết. Củi, than, dầu và ga. Các em có biết không, ở một số hộ gia đình chăn nuôi gia súc như là lợn, trâu bò, thường là một hầm kín để chứa toàn bộ phân chuồng. Ở đó, phân chuồng bị phân hủy và sinh ra khí biogas, còn gọi là khí sinh học. Và khí biogas này được sử dụng để phục vụ quá trình đun nấu. Vậy, biogas có phải là nhiên liệu không? Vì sao? Biogas là một nhiên liệu vì nó được sử dụng để cung cấp năng lượng nhiệt, ánh sáng, phục vụ con người. Từ đây chúng ta thấy là nhiên liệu có nhiều loại khác nhau, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung là khi đốt cháy thì chúng đều tỏa nhiệt và ánh sáng. Dựa vào trạng thái của nhiên liệu, chúng ta có nhiều loại nhiên liệu khác nhau như nhiên liệu khí ga, biogas như là ga, khí biogas. Dựa vào nhiên liệu lỏng, chúng ta gồm có xăng, dầu, cồn. Dựa vào trạng thái rắn, chúng ta có củi, than đá, nến. Như vậy, dựa vào nguồn gốc, mục đích sử dụng mà chúng ta có nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu tái tạo, nhiên liệu không tái tạo và nhiên liệu sinh học. Vậy, nhiên liệu hạt nhân là gì? Nhiên liệu hạt nhân là các chất phóng xạ được sử dụng trong các nhà máy năng lượng hạt nhân để tạo ra nhiệt, cung cấp cho các tuabin máy chạy phát điện. Nhiên liệu hóa thạch. Nhiên liệu hóa thạch là các loại nhiên liệu chứa hàm lượng carbon và hydrocarbon lớn. Chúng được tạo thành bởi quá trình phân hủy kỵ khí của các sinh vật chết bị chôn vùi cách đây hàng trăm triệu năm, khoảng hơn 300 triệu năm. Với điều kiện thiếu oxygen và trải qua thời gian địa chất kéo dài, các hợp chất hữu cơ này trộn với bùn và bị chôn vùi bên dưới các lớp trần tích nặng. Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, các chất hữu cơ bị biến đổi hóa học tạo thành các nhiên liệu hóa thạch. Nhiên liệu hóa thạch bao gồm than đá, dầu khí, khí tự nhiên, dầu nặng, đá phiến dầu, nhựa đường, cát dầu. Nhiên liệu tái tạo là loại nhiên liệu tự nhiên chỉ mất thời gian ngắn có thể bổ sung được. Ví dụ như là củi đốt thì chúng ta có thể tái tạo lại được vì con người có thể trồng cây để lấy củi. Nhiên liệu biogas thì con người có thể sản xuất biogas từ chất thải hữu cơ. Nhiên liệu không tái tạo là các loại nhiên liệu mất hàng trăm triệu năm mới tạo ra được. Nhiên liệu hóa thạch thuộc loại nhiên liệu không tái tạo. Nếu chúng ta tận thu nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt, nguồn nhiên liệu này sẽ bị cạn kiệt trong tương lai. Nhiên liệu sinh học. Nhiên liệu sinh học là các loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật, như là nhiên liệu chế xuất từ chất béo của động thực vật, dầu dừa, mỡ động vật, ngũ cốc như là lúa mì, chất thải trong nông nghiệp là gom gạ, phân chuồng, sản phẩm thải trong công nghiệp là mùn cưa, gỗ công nghiệp. Biogas, xăng sinh học là các nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường. Chúng ta đã tìm hiểu xong một số nhiên liệu thông dụng. Bây giờ các em ghi bài. Nhiên liệu, chất đốt khi cháy đều tỏa nhiệt và ánh sáng. Dựa vào trạng thái, người ta phân loại nhiên liệu thành nhiên liệu khí, biogas, ga, khí than,
nhiên liệu lỏng như là xăng, dầu, cồn, nhiên liệu rắn, củi, than đá, nến, sáp. Chúng ta đã tìm hiểu một la mã. Bây giờ chúng ta tìm hiểu hai la mã, một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu. Nhiên liệu có nhiều ứng dụng trong cuộc sống như là đốt cháy than củi, khí tự nhiên để đun nấu, sưởi ấm. Sử dụng xăng dầu để chạy động cơ. Sử dụng nhiệt để hàn cắt kim loại, nung gốm sứ. Biến năng lượng hạt nhân thành điện năng. Để tìm hiểu rõ hơn một số nhiên liệu được sử dụng trong đời sống hàng ngày, cô trò mình cùng làm bản bài tập 12.1 trang 61 nhé các em. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên là củi. Củi có trạng thái gì? Rắn. Khả năng cháy như thế nào? Dễ cháy, nhiều khói, tương đối an toàn. Và củi có ứng dụng nào? Thông dụng, tận dụng các loại gỗ phế phẩm. Còn than đá, trạng thái như thế nào đây? Rắn. Khả năng cháy là dễ cháy đúng không các em? Tạo khói gây ô nhiễm môi trường. Nhiên liệu cho quá trình sản xuất điện đốt cháy trong lò nung, đó là ứng dụng của than đá. Còn xăng có trạng thái như thế nào? Lỏng. Khả năng cháy thì như thế nào đây? Dễ cháy, khi tiếp xúc với không khí có tính kích nổ, dễ gây nguy hiểm. Ứng dụng của xăng là nhiên liệu cho động cơ chạy xe, máy phát điện, ô tô, máy bay. Còn ga, trạng thái là khí, khả năng cháy như thế nào? Rất dễ cháy, ngọn lửa không có khói. Và ứng dụng là nhiên liệu đun nấu lò ga, bếp ga, đèn khí, bật lửa ga. Sau khi tìm hiểu bảng 11.2 xong, các em hãy cho cô biết tính chất và ứng dụng của nhiên liệu. Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là khả năng cháy và tỏa nhiệt. Dựa vào tính chất của nhiên liệu mà người ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau. Các em ghi bài phần này nhé các em. Sau khi tìm hiểu hai la mã, cô trò mình tiếp tục tìm hiểu ba la mã: sử dụng nhiên liệu an toàn và hiệu quả. Tại sao chúng ta phải sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả? Để nhằm mục đích là gì các em? Tránh cháy nổ, gây nguy hiểm đến con người và tài sản. Tránh lãng phí, không gây ô nhiễm môi trường. Làm cho nhiên liệu cháy hoàn toàn và chúng ta tận dụng được lượng nhiệt do quá trình cháy nổ tạo ra. Tại sao chúng ta phải cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy? Vì nếu thiếu oxygen, nhiên liệu cháy không hoàn toàn, tạo ra các sản phẩm phụ không mong muốn. Còn dư oxygen, nhiên liệu cháy nhanh hết, gây tốn nhiên liệu và lãng phí oxygen. Chúng ta sẽ tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với oxygen bằng cách nào các em? Với nhiên liệu khí lỏng thì cô trộn đều nhiên liệu với không khí. Còn với nhiên liệu rắn như là than nè, thì chúng ta chẻ nhỏ ra, đập nhỏ than khi đốt cháy. Còn củi thì chúng ta chẻ nhỏ củi ra. Trong quá trình sử dụng bếp ga, để bếp có ngọn lửa xanh đều thì chúng ta thường làm vệ sinh mâm chi lửa, kiềng bếp và mặt bếp. Em hãy giải thích cách làm đó. Làm vệ sinh để cho ga tiếp xúc với oxygen trong không khí được dễ dàng, làm tăng hiệu quả quá trình cháy. Từ đây chúng ta rút ra một số biện pháp sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả. Đầu tiên là cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy. Thứ hai, tăng diện tích tiếp xúc giữa không khí và nhiên liệu. Thứ ba, điều chỉnh nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức cần thiết nhằm cung cấp lượng nhiệt vừa đủ với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí nhiên liệu. Chính vì vậy, sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ, tiết kiệm chi phí trong cuộc sống và sản xuất. Các em ghi bài phần này nhé. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sử dụng nhiên liệu bảo đảm sự phát triển bền vững, an ninh năng lượng. Đầu tiên chúng ta phải hiểu an ninh năng lượng là gì. An ninh năng lượng là sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên các nguồn năng lượng sạch và giá thành rẻ. Tại sao nói nhiên liệu hóa thạch thuộc loại nhiên liệu không tái tạo? Vì nó tạo ra trong thời gian vô cùng lâu, phải mất hàng trăm triệu năm, chúng ta không bổ sung được. Nhiên liệu hóa thạch khi đốt cháy tạo ra sản phẩm gì? Tác hại đối với môi trường như thế nào? Chúng ta đều biết tất cả những nhiên liệu hóa thạch đều chứa carbon như than đá, dầu và khí thiên nhiên. Khi được đốt cháy,
thì nó sẽ tạo ra khí carbon dioxide, và cái khí này gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân làm cho nhiệt độ bầu khí quyển trái đất ngày càng nóng lên. Nếu nhiên liệu cháy không hết, có thể tạo ra khí carbon monoxide làm cho ô nhiễm không khí. Để nguồn tài nguyên nhiên liệu không bị cạn kiệt và bảo vệ môi trường, em đã quan tâm đến nguồn nhiên liệu nào thay thế chưa? Chúng ta sẽ sử dụng các nhiên liệu tái tạo như là nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh thay thế nhiên liệu hóa học. Một số nhiên liệu thân thiện với môi trường như là xăng E5, khí sinh học, biogas. Và các em hãy nêu ưu điểm của các loại nhiên liệu này. Còn đối với khí biogas thì chất thải của chuồng trại, rác thải của các trường học, công ty thực phẩm chế biến đều được ủ lại nhờ các quá phi sinh vật lên men. Từ đây tạo ra khí metan, sau đó được dẫn đến các nhà máy phát điện biogas và để tạo ra hai loại năng lượng là điện và nhiệt. Thành phần của khí biogas chỉ có 60-70% là khí metan. Và ưu điểm của quá trình này là tiết kiệm chi phí chi tiêu cho gia đình, giảm thiểu rác thải cho môi trường, tránh gây ô nhiễm không khí. Còn đối với xăng E5 thì có 95% là thể tích xăng khoáng, 5% là cồn sinh học ethanol. Và ưu điểm của xăng E5 này là giảm thiểu đáng kể các loại khí thải độc hại so với xăng thông thường, giảm thiểu khí thải khí carbon dioxide gây hiệu ứng nhà kính. Từ đây chúng ta rút ra kết luận, an ninh năng lượng là sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên các nguồn năng lượng sạch và giá thành rẻ. Sử dụng các nhiên liệu tái tạo như nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh thay thế các nhiên liệu hóa thạch là giải pháp sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, có tính bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng. Các em ghi bài phần này nhé. Bây giờ các em hãy kể tên các ứng dụng chính của mỗi loại nhiên liệu sau. À, cô có ví dụ như là củi thì cô dùng để đun nấu sưởi ấm. Xăng, dầu, cô chạy động cơ. Biogas, ga cô dùng để đun nấu thắp sáng. Còn trong gia đình em thường sử dụng nhiên liệu nào để đun nấu? Em hãy đề xuất biện pháp sử dụng nhiên liệu đó một cách hiệu quả. À, trong gia đình á thì mình thường hay sử dụng ga nè các em. Thì khi sử dụng bếp ga thì các em phải nhớ là khi mà thức ăn chín rồi á, các em phải mở lửa nhỏ lại nè. Và chúng ta phải xin bếp ga thường xuyên. Còn với ai mà xài củi á, thì các em nhớ phơi khô, chẻ nhỏ củi khi đun nấu. Bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Các em nhớ là về nhà học bài và làm bài trên lớp học.hochiminh.edu.vietnam nha các em. Cô chúc các em học tốt.